cùng anh em tụi mình cũng xử xong con rồng. Đúng rồi, con rồng sao có cửa bằng tụi mình. Đúng vậy, bây giờ lấy quả trứng đi em ơi. Được rồi, để em lấy cho. Để cái đường kia lại đường lọt vô đó. Đây, để anh lấy cho. Bây giờ đập vô nó cái nè, đập một phát thôi là nó bay cái trứng đi chỗ khác. Thì chắc. Ôi trời, đó rồi. Đó, qua bên kia kìa, bên đây nè, bên đây nè. Rồi, rồi, làm liền em ơi. Rồi, cắm đuốc em ơi, Rồi, để em mở rộng cho. Mở rộng xuống, mở rộng xuống. Rồi, đập cái này. Đặt cục này này. Rồi. Bùm. Các bạn ơi, mình đã lấy được trứng rồng siêu cấp VIP Pro rồi. Ơi nhưng mà anh thấy nó chưa có đã. Cái khu này anh sao thấy vậy? Ui mình nó phá đảo rồi nhưng mà anh thấy vẫn chưa đã nó sầu riêng ơi. Trời ơi vậy anh muốn sao nữa? Vậy là mình pro trong Minecraft luôn rồi. Hay là mình đi vô cổng NCT kiếm cái cánh về nhà chơi. Trời ơi. Nghe có vẻ hấp dẫn. Này, đi, đi. Được á, đi. Đúng đi. Rồi, mình phải đi lỡ đi rồi đi cho tới luôn chứ. Ok, vô luôn. Nhưng mà cao quá ta. Mà cao dữ trời. Lên em ơi. Lên. Bây giờ cao dữ trời. Ơi có ngọc ender không? Cho anh xin ngọc ender coi. Có luôn. Từ để em lấy cái em nhiều đồ quá em quên rồi. Đâu. Ấy. Đó. Rồi. Rồi, ok bây giờ chúng ta đi vào cánh cổng này thôi nào. Vào thôi em ơi. Vào. What the hell? Bao ơi, chọi ở trên đó, đừng có chọi ở dưới nha. Vô, cắm đuốc đi em ơi. Ok, cắm đuốc. Trời ơi, nếu mà em không biết, đây chính là nơi mà gọi là nơi city. Ui, tìm được cái khu kia luôn kìa. Ôi, trời ơi, sao anh đi vậy? Quay trong này là có cánh đó em ơi. Trên cái thuyền kia bảo đảm có một cái đầu rồng với lại cái cánh. Nên vì thế bây giờ chúng ta tới đó, chúng ta lụm cái cánh, lụm luôn cái đầu rồng nào. Wow, to dữ vậy. Đó, biết mà, em biết mà. Trời, mày chơi Minecraft kiểu gì mà tới bây giờ mày mới xuống mày. Giờ đập cái này nè. Đó, lụm cái này đi. Ăn cái này vui lắm. Nè, ăn đi em. Đây, ăn thử rồi. Ăn vô. Đồ ăn dịch chuyển rồi. Đó, bây giờ nhưng mà bây giờ mình vô trong đây nè, mình khám phá bên trong đây nè em ơi. Ok. Đâu, thí sinh nào đây đâu. Có cái con mà ấp lẹt nha. Cái rương đó đúng không? Đúng rồi, cái rương đó. Bây giờ mình phải lên trên nè các bạn ơi. Ủa, đâu nó bắn tôi vậy? Chạy em ơi. À, nó ở trên kia kìa mấy bạn. Đồ. Ôi, này con. Mày. Quay. Ủa, đâu có theo rồi. Ngu. Mở cửa nha. Trời, nó chết rồi em ơi. Ôi, em đang lên nè, trời anh đi lẹo vậy. Đợi xíu, đợi em. Rồi, anh bay rồi em ơi, anh bay rồi. Rồi. Như là em giết nó cho. Đây, anh bay qua đây, anh giết nó luôn. Mày, nó giết em rồi. Ôi, lộn, nó quýnh em văng lên trời. Em có thể đập được vô cái cục đó. Ui, ôi, mấy con này nhiều quá à, mấy bạn ơi. Có đồ gì nè, protection nè. Có gì nữa em ơi. Gì xỉn vậy? Còn con nữa dưới đây. Hay gì nữa, mình phải đứng ở đây để cho nó lọt xuống. Rồi, đúng rồi. Lên em ơi. Lên, em bỏ lên từ từ nè. Quay, ôi giời, anh bay rồi. Ôi ôi mấy con này đông trong đây nhiều vậy. What the hell. Nhẹ tụi nó. Ôi mình giật cổ của nó rồi em ơi. Thử đi. Rồi em đang đập nè, em đang xử lý ở dưới nè. Đây, anh đang bay lên, đang bay lên em ơi. Mày nè. Ôi nó đông dữ vậy. Đây, mày nè. Được rồi, anh đang bay lên luôn em ơi. Em cũng đang mày, lên nè. Mày. Xong. Lên em ơi. Alo anh ơi, đang lên anh ơi. Trời ơi, cái tụi này nó cứ thổi lên hoài khó chịu. Đông quá trời đông luôn kìa. Lên. Ôi ơi, em đang lên, sắp tới rồi. Quay có cái dạy kim cương xịn lắm em ơi. Đổi luôn em ơi. Ây da, sao nó bắn lên trên này luôn vậy? Đánh này bị ghê luôn á chú. Rồi đây. Bây giờ thứ chúng ta cần chính là ngôi thuyền kia kìa các bạn à. Rồi đi thôi. Đủ bà lâu không? Đủ. Ôi xa dữ nè. Đây đi anh. Ơi, rồi, quay. Cố lên. Quay. Tới rồi, sắp tới rồi. Đây, sắp tới rồi em ơi. Hey. Có chuyện sao lên, thôi. Sao mấy cục ở đây kìa, rồi xong mày bay luôn. Quay, mấy cục này nhiều chứ. Spider-Man. Spider-Man, tí mày lộn mày chết, dán chịu nha con. Nhớ qua tờ rớp nha con, Quay. Mày phun không? Ôi, cái bọn này tụi nó cứ thổi mà khó chịu quá à. Ây da, no. Bruh. Rồi xong. Xin là xin dính biệt cụ. Ôi. Ủa, vừa đúng lúc em ơi. Được rồi. Đây. Ủa cái đầu rồng. Ủa nè em ơi. Đầu rồng đây nè em ơi. Ơ nhưng mà coi chừng nó lọt dưới đây. À trời, coi chừng rất là... Má nhìn nó da luôn đấy. Rồi. Lụm. Vừa có trứng rồng mà vừa có đầu rồng luôn. Thứ gì chịu nổi. Ui con gì kìa. Cái cánh kìa. Nhìn đẹp quá vậy.
lấy cánh rồi. Ủa nó diễn rồi. Cái gì diễn đâu rồi? Lượm vàng đi em ơi, lượm vàng em ơi. Rồi em lượm rồi. Được rồi em ơi. Ok vậy là bội thu ngày hôm nay là gì rồi? Chia nhau thôi anh em. Trời ơi em thì em nãy giờ em đưa cho anh lên. Đây cho mấy cái này nè. Cùi lắm nhà mấy cái cúp đồ này kia cũng à, xịn. Lấy. Đó. Ủa cái gì mới đẩy tao trời? Hả? Ủa gì anh? À, không có gì, chắc là ảo tưởng rồi. Thôi được rồi. Chia đồ xong rồi. Bây giờ đi về hả mày? Ừ, thôi đi về anh. Về. Nhảy xuống luôn. Trời gắt vậy. Ok, đi thôi. Hey, cuối cùng cũng làm xong cái bản tiên dương của cho hai anh em mình rồi. Đúng rồi, quá trời xịn. Thôi được rồi, vậy ngày hôm nay mệt rồi. Đi nghỉ ngơi thôi em ơi. Ok anh, thôi em lột bộ giáp này ra đi. Ừ, anh cũng lột bộ giáp ra luôn. Mà bộ này nặng nề quá. Tạm biệt em, anh đi vô nhà luôn đây. Bye bye. Ôi trời, ngày hôm nay coi bộ đi chơi với anh Iha được vui thiệt. Lần đầu tiên đánh rồng mà công nhận anh Iha chơi giỏi thiệt, giết rồng rồi còn lấy đầu rồng rồi lấy cánh nữa. Ui VIP VIP rồi. Thôi được rồi, để vô trận game chơi xả stress coi. Tại sao mày lại đi khen một thằng bị Iha khóa hả? Ơ, ôi, gì vậy? Ơi, ôi, gì vậy? Hi-ha của mày đã bỏ rồi. Hi-ha này sẽ là Hi-ha bị hòa hóa. Coi vẻ mặt mày sợ hãi kia kìa. Coi mày ơi. Kìa, trông mày đáng thương quá. Anh ơi. Sợ rồi hả? Anh là ai vậy? Mày sẽ đi đâu? Anh là ai? Đừng ta là Hi-ha tha hóa. Em gặp. Bây giờ thì mày chết đi. Qua một cháu cái. Mày sẽ không bao giờ có sức mạnh được tao đâu. Tại sao mày lại Hi-ha tin một thằng bị Hi-ha hóa hả? Anh Hi-ha bị Hi-ha hóa. Sầu riêng, ủa sao mình ở đây? Sầu riêng bị gì rồi? Sầu riêng nó chết rồi. Sầu riêng nghe anh nói không? Tỉnh dậy đi Sầu riêng. Sao nó nằm một cục luôn rồi? Có chuyện gì vậy chạy? Ủa lại có chuyện gì xảy ra vậy? Sầu riêng, ủa mình phải đi kêu tụi nó qua coi thằng sầu riêng mới được. Nhanh lên, tại sao lại như vậy được? Không phải chuyện nào như vậy được. Nhanh lên. Tô gà ơi. Ôi nhà tiếp theo. Ủa ai kêu vậy? Thì đây vậy? Mày chính là tô gà sao? Người là vậy? Sao giọng ngươi quen vậy? Tao chính là Hi-ha tha hóa. Dạ tha hóa hả? Ngươi muốn gì hả ta? Đừng có lại đây. Ngươi mà bước qua đây là tao báo cho cả làng biết đó nha. Mày có tin tưởng thằng Hi-ha không? Tất nhiên là có rồi, Hi-ha là tổng thống mà. Nhưng mà tao không tin tưởng ngươi. Lại thêm một thằng đáng thương nữa rồi. Ngươi là sao hả? Thằng tha hóa kia. Đó chính là tại sao ngươi lại đi tin tưởng một thằng đã bị tha hóa vậy hả? Tin tưởng nhà chứ không tin tưởng thằng Hi-ha tao hóa gì ngươi. Nên là tao chạy đây. Chạy đi đâu? Hãy cố gắng chạy đi. Cố gắng chạy đi. Trời ơi, con gì đang xảy ra vậy trời? Trời ơi, thôi hên quá. Mình cắt đuôi được hắn rồi. Rốt cuộc hắn là cái thứ gì vậy trời? Trời ơi, may quá. Tôi tưởng là bị bắt rồi. Ngươi chắc chưa? Nhìn lên trên đi. Đừng bao giờ tin tưởng một thằng bị hoa hoa, người biết chưa? Ta sẽ cho người chết từ từ vì đã tin một thằng hoa hoa như là ta. Chết đi. Khó thở quá. Chịu hết nổi chưa? Thả người xuống. Tưởng người như thế nào? Ma già chết nhanh đấy.
cố gắng tận thưởng đi nha. Mình nhớ đi qua nhà tôi. Mình tỉnh dậy là mình đang đứng trước một xác gì? Đã có chuyện gì? Tôi gà, nghe lời tôi không? Alo, tôi gà, còn sống không vậy? Tôi gà, có chuyện gì vậy? Tôi gà ơi, trời ơi, sao là hai mạng chết rồi? Như vậy là sao? Chú cô đã có chuyện gì vậy? Tôi gà, không ổn rồi, giờ làm sao bây giờ? Chỉ tìm mọi người thôi mới được. Tại sao có chuyện gì mình vừa đi qua tới một người, người nào là người đó lại chết vậy ta? Có chuyện gì vậy trời? Ủa, anh đi đâu vậy? Tối rồi. Ê, hả chị? Bây giờ tự nhiên thằng sầu riêng với thằng tô gà chết rồi. Cái gì? Gì ai không chết? Ủa, anh đừng có đùa. Ê, nha. Theo anh vào trong đây nè, thằng sầu riêng trong đây nè. Cái gì? Ông thiệt hả? Qua đây. Kìa. Tàu Yên. Ê, ông bị gì vậy? Tàu Yên. Bị ta biết đó. Cái gì? Ê, anh nha, bị gì vậy? Ta hỏi mày một chuyện nè, nhóc con. Người muốn hỏi chuyện gì vậy? Anh nha đâu? Mày coi thằng Hi Ha là cái gì? Tự nhiên là tổng thống và trưởng làng này rồi. Người là ai vậy? Tổng thống là trưởng làng á? Lại thêm một đứa đặt lòng tin vào thằng Hi Ha hóa là sao? Lê Sabada nha, người là ai? À, chính là Hi Ha bị tha hóa đây. Tại sao ngươi lại đi tin một thằng bị tha hóa vậy hả? Thôi, ngươi tha hóa? Người cút ra khỏi người anh nha nha. Người dám nói ta như vậy hả? Người giỏi chống cự lại ta đi nào. A chi? Mày thử tao mới dám gì mày hả? Tao có kiếm đây này. Ngồi cái gì nhà đưa đây. Có kiếm không, không được làm bậy nha. Không được làm bậy. Mày giết anh đi. Mày giết sầu yên rồi. Rồi còn anh nha nó đâu rồi? Thả ra mau đi. Tao sẽ dùng cái kiếm này giết mày đó. Đừng giết. Đừng làm bậy nè. A chi? Đừng làm bậy. Mày mau đi. Bambi đâu mất tiêu rồi. Ê, Sầu Yên, có sao không vậy? Tỉnh dậy đi, Sầu Yên, tỉnh dậy đi, không có sao không vậy? Sầu Yên. Thằng nhóc. Sầu Yên, không có sao không vậy? Ê, đây, cái gì vậy? Sao bất ẩn vậy? Chạy cũng lẹ đó. Nhưng mà sao chạy thoát được tao? Tao sẽ lấy cây kiếm của mày và giết ngược lại mày. Chạy hả? Mày sẽ không chạy thoát được khỏi tao đâu. Đứng lại đi, hàng kia. Sao mình cầm cái kiếm này đi đâu vậy? Ủa, có chuyện gì vậy trời? Hai Chi hồi nãy. Không lẽ ủa Hai Chi đâu rồi? Hai Chi ơi, Hai Chi mày đâu rồi? Hai Chi. Ủa Hai Chi. Hai Chi, Hai Chi. Bắt anh nha, bắt anh nha lại đi. Anh đi, ấy anh cầm kiếm anh với em á. Quay. Không phải. Hiểu lầm rồi. Không phải tôi, không phải. Tha hóa gì này? Là người xấu. Đúng rồi, anh bị tha hóa rồi á. Không phải em, không phải em gì đâu ấy. Bình tĩnh, đừng vắng bậy. Không biết làm được nó xấu như này mà nó giỡn được. Em làm gì mà để nó hút phải nó chạy nó lao sờ. Em có làm gì đâu, em đang dẫn nó đi coi cái xác của thằng sầu riêng mà. Cái xác? Anh giết, đúng rồi, anh giết á. Nhưng mà em còn không biết ai luôn. Em đang tự nhiên em thấy được cái xác đó, em đang định dẫn qua. Xong rồi tự nhiên em cầm cái kiếm. Anh dụ em tới chỗ đó là anh bầu anh biến thành anh kia tha quá, anh định giết em đó mà. Không, để tao qua coi sầu riêng coi. Đúng rồi, nhanh đi. Thôi. Đó. Không cần phải coi nữa. Bởi vì đó là ta. Ta Hi Ha tha hóa đã giết hại đó. Dừng lại nha. Đừng có mà tới gần tụi ta bắn đó. Bắn. Bắn đi. À, được che chở bởi sự tha hóa đó. Không có gì có thể bắn được ta đâu. Bắn gì vậy? Chạy đi chạy. Tôi chết rồi. Không sao mày. Ê, có ai trong làng không vậy? Chạy gì đâu nữa. Ai vậy, mau quay đi, mọi người ơi. Chạy là xong. Còn thằng rách con kia nữa. Để coi mày chạy bằng cách nào. Chị Dâm My ơi, chị Dâm My. Có nhà không vậy, chị Dâm My ơi? Chị Dâm My ơi, chị Dâm My. Ê, chị Dâm My, cứu người. Chị Dâm My. Ủa, vụ gì vậy? Trời ơi, cái gì mà la ông sùm vậy chị? Anh nha, anh bị cái gì đó, anh bị tha quá rồi. Anh đi giết tất cả mọi người trong làng. Tha quá rồi, bị cái gì, bị khùng hả mày? Nửa đêm rồi, chờ tối rồi, mày khùng điên ba cái trò, mày tạo trọng ba cái gì vậy? Anh nha, vừa giết chị Nami với sầu yên rồi. Có giỡn nha. Em nói thiệt, anh đang đi giết từng người trong làng kìa. Anh cầm kiếm của em rồi. Vậy mình còn ai không?
giờ thì còn em với chị thôi đó. Giờ thì chị phải giết anh Nia rồi, không là không ai cứu được hai chị em mình đâu á. Dạ, là bây giờ chuyện tới vậy luôn ấy ơi. Bây giờ tụi mình đúng rồi. Mấy trời ơi, giờ phải làm sao giờ? Chị có kiếm mấy chuyện phí không? Đó là mình phải bây giờ mình phải giết Nia. Đúng rồi. Trời ơi, giờ được rồi. Đi tìm vũ khí đã. Có không chị? Mặc vô chị ơi. Mặc hết vô. Trời. Lần này anh Nia bị tao quá rồi. Tụi em với chị phải cẩn thận và giết được anh Nia nha. Trời ơi, nghe rất là căng nhưng mà chưa thấy nữa, bây giờ đi xử lý nè. Đi. Đi. Như. Nhanh lên. Đi ông này nè chị. Ông nào? Nghe có vẻ tụi mày đang tìm tao đúng không? Ở đâu vậy? Giọng nói của ai vậy? Cẩn thận nha chị. Tao ở ngay đây nè. Mà tụi mày không thấy sao? Ngay đây. Ê, chết kia, tên bút rổ rồi chị. Đó đó. Ta đã giết hết cả cái làng sinh tố của tụi mày rồi. Mày lại có tương xét của y à? À, chính là Khi ham bị tham hóa mà thôi. Ê, vậy là ai đưa tao xử mày cho mày không tao hóa được ai nữa. Con quái chừng tao ra. Không có dễ dàng gì đâu. Nếu muốn giết tao hả? Thì tao sẽ giết tụi mày đó. Mày đâu đi. Mày đứng lại thôi. Không dễ dàng giết được ta đâu. Tụi mày nghĩ tụi mày sẽ không bị tao hóa hả? Giờ một ngày tụi mày cũng sẽ giống như tao khi hà tao hóa này thôi. Bây giờ mày nhìn vào mắt tao đi. Nhìn vào mắt của mày là sao? Cứ nhìn đi. Nhìn kỹ vào. Kỹ vào. Cái gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Chỗ gì mà tối thui vậy? Đi đường nào đi. Ê, chị Dâm ơi. Ủa, đâu mất tiêu hết trơn rồi. Chị Dâm ơi. Chị đâu rồi? Ê, mất đồ của mình. Mất tiêu hết trơn rồi. Ê, cái tên kia. Giờ sao đây? Cái chỗ nào vậy? Sao vậy? Tao mình lọt vô đây được gì? Kêu mình nhìn vô mắt hắn rồi mình vô chỗ này. Tình thì thao quá chết tiệt rồi. Ê, giờ phải làm sao để thoát ra khỏi chỗ này đi? Tìm tao sao? Mày đang tìm tao sao? Cái gì? Ê, ơi. Ơi, ta ra nhanh. Đừng có la lệnh cho ta. Ta chính là Hira bị tha hóa. Một thằng đáng thương như mày bị ta lừa, tại sao mày lại đi tin tao? Tại sao mày đi tin một thằng bị tha hóa vậy hả? Ta sẽ cho ngươi biết được. Đây là sân chơi của ta. Hãy xem đây nè. Hello. Ê, ông đi lên ta. Được rồi, tao sẽ cho mày tham quan cái khu này cho vui nha. Xem đây. Ý cha. Cái gì? Ồ, chơi đi. Tao ta xuống. Ê, ê, đi làm cái gì vậy? Xong một thằng. Sao vậy? Mày chi? Em biết tao không? Ê, mày đã làm gì cái con quái vật xấu xa kia? Làm gì? Ta chỉ làm vài đường cơ bản thôi. Là nó đã lăn đùng ra chết rồi. Ôi. Làm gì thì ngu quá vậy? Tại sao lại nhìn vô mắt nó kêu mà còn nghe lời nó bị tao qua vậy mà? Một đứa đi rồi. Tiếp theo là sẽ là mày đó, con nhỏ đâu con. Mày mơ đi. Không thể nào có chuyện nó xảy ra được đâu, cái thằng kia. Mày tưởng tao không biết mày hả? Chạy đi đâu? Mày sẽ bị tao xử đẹp. Ê, có sao không vậy? Nghe thở đến chết đi. Tao sẽ đốt cổ mày giống như tụi kia. Mày cũng tin thằng Hira tha hóa này rồi chứ gì? Mày thật là đáng thương. Nhưng mà thôi. Jimmy, sao lại đấm tôi? Jimmy, như vậy là sao? Jimmy, rốt cuộc là sao chứ? Là sao? Mia bị tha quá nên là bây giờ chúng ta phải giết Kia thì tên tao hóa nó mới biến mất được. Vậy là giết được thằng Kia tao hóa rồi sao? Thì là vậy đó, nhưng mà Ia cũng chết theo luôn rồi. Trời ơi, giờ mình không biết phải làm sao đây nè. Ủa còn mọi người sao rồi? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà theo dư luận của Ia thì mọi người đã chết hết rồi. Ê, trời ơi. Ủa? Hả? Ủa?
Ủa thì ra chỉ là mơ hả? Ôi trời ơi, nghe cái gì mà căng thẳng quá. Thồn tưởng anh mình ơi, trời ơi thôi, thiệt luôn rồi chứ. Alo alo alo. Trời ơi, alo. Bữa anh hẹn em bữa nay đi đánh rồng nè, đi thôi. Cái gì? Đi đâu? Đi đánh rồng. Ủa hôm bữa anh hẹn đi đánh rồng sao? Không, anh không đi đánh rồng đâu. Ôi trời ơi, đi đánh rồng mất công anh bị tha hóa rồi, biết anh đi tha hóa ghê lắm. Rồi hôm nay chị em đánh rồng mà, gì kỳ vậy? Bữa nào chơi em ơi. Mày nhờ người khác đi sầu riêng ơi. Thôi chơi bóng gỗ đi mọi người. Chơi bóng gỗ đi rồi. Chơi bóng gỗ luôn rồi. Tao cho xin trái coi. Chơi chung đi. Đây. Trời ơi.